anh chị em. Bài trích tin mừng theo Thánh Marco. Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với người mọi việc các ông đã làm và đã đi giảng dạy. Người liền bảo các ông, các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Vì lúc ấy, dân chúng đến tấp nập đến nỗi các tông đồ không có thời giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, trèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương vì họ như đàn chiên không người chăn, và người dạy dỗ họ nhiều điều. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Kính thưa anh chị em, ở Mỹ đây, mỗi năm cứ tới ngày 14 tháng 2, ngày Valentine, thì bánh trái quà tặng đều mang hình một trái tim đỏ thắm. Và không có một cái thiệp cưới nào hay một cái thiệp hỏi nào mà thiếu cái biểu tượng đó. Việc cái biểu tượng đó, kẻ giàu người nghèo, người học thức hay là người chất phát bình dân cũng đều hiểu hết. Đó là cái biểu tượng của tình yêu. Trái tim Chúa Giêsu biểu tượng cái tình yêu khôn lường mà của Đấng đã giáng sinh nhập thể, đã chịu nạn chịu chết rồi phục sinh để đem lại ơn sống cho nhân loại. Trái tim Đức Mẹ nói lên cái tình mẫu tử của mẹ đã đồng công cứu chuộc với Chúa Giêsu con mẹ cho nhân loại. Mẹ đã được hồn xác về trời. Thế nhưng mẹ được thông hiệp với cái quyền năng của Thiên Chúa, vì thế mẹ vẫn tiếp tục chăm sóc các con cái của mẹ ở trần gian này. Mẹ vẫn hiện diện giữa chúng ta. Mẹ biết tất cả những gì chúng ta đã làm, đang làm. Trái tim vẹn sạch của mẹ nói lên cái lòng mẹ yêu thương nhân loại, xót xa đến những người tội lỗi, đến những người còn xa Chúa. Vì thế, ngoài cái ngày 22 tháng 8 là cái ngày mà Hội Thánh đã đặt để mừng trái tim mẹ, thì mỗi ngày thứ bảy đầu tháng thì cũng Hội Thánh cũng dâng kính trái tim vẹn sạch của mẹ. Như lời Đức Pio thứ 12 đã tuyên bố, Ngài đã lập lễ đó để cầu xin mẹ cho thế giới được hòa bình, cho các Kitô hữu được chuyên cần giữ đạo sốt sắng về tông đồ và cho các kẻ có tội được ơn ăn năn trở lại. Qua Đức Mẹ, chúng ta tới với Chúa. Đó là cái ý định của Chúa, đó là cái chương trình của Chúa, đó là cái đường lối của Chúa vạch ra cho chúng ta. Đôi khi trong đời sống, chúng ta thấy có một số người có lòng yêu mến Chúa, nhưng họ lại e ngại. Chúng tôi cũng đang được nghe. Họ e ngại rằng nếu mà yêu mến Đức Mẹ nhiều đi, thì cái lòng mến của Chúa sẽ bị giảm bớt đi. Anh chị em nghĩ sao? Có đúng vậy không? Thưa không. Họ lầm, và lầm rất là lớn. Trong trái tim của họ còn một cái lỗ hổng lớn. Trong cái đời sống của họ, trong cái đời sống của thiêng liêng của họ, họ còn có một thiếu một cái tình mẫu tử. Đường lối của họ đi tới Chúa chưa đúng theo thánh ý của Ngài. Vì chính Chúa đã muốn cho chúng ta tới với Đức Mẹ, để cùng với Đức Mẹ và qua Đức Mẹ chúng ta tới với Chúa. Mẹ, như Ngài đã muốn xuống trần với lời xin vâng của mẹ, Thánh Bernardo đã nói một câu rất chí lý rằng
lòng mến của Chúa và lòng mến mẹ đúc lại thành một tình yêu. Mẹ yêu chúng ta trong Thiên Chúa và mẹ kính mến Thiên Chúa trong chúng ta. Khi xưa, Đức Mẹ, Thiên Chúa đã đợi gì? Đợi cái lời xin vâng của Đức Mẹ trước khi Ngài Giáng sinh nhập thể để đem ơn cứu rỗi xuống cho chúng ta. Thì ngày nay cũng vậy, Ngài sẽ chỉ xuống ơn cho chúng ta qua Mẹ. Vì đó là ý định, đó là cái chương trình của Ngài cho chúng ta. Mẹ yêu mến chúng ta với một tình yêu chân chính, với một tình yêu sáng suốt. Mẹ muốn đem cho chúng ta cái kho tàng ơn thánh quý giá, cái bền vững muôn đời. Mẹ muốn giúp chúng ta thoát khỏi tất cả những lôi cuốn của tử thần. Tôn sùng trái tim Đức Mẹ thúc đẩy chúng ta ăn năn thống hối về tội lỗi của mình và đền bù cho tội lỗi của thiên hạ. Ngày 13 tháng 7 năm 1917, khi hiện ra lần thứ 3 ở Fatima, thì mẹ đã nói với ba trẻ rằng: các con hãy hy sinh nhiều cho kẻ có tội. Các con đã thấy hỏa ngục, nơi các linh hồn có tội phải sa xuống đó. Để cứu họ, Thiên Chúa muốn thiết lập lòng sùng kính trái tim vẹn sạch của mẹ. Có một thanh niên có lòng sùng kính biết bày sự thương khó Đức Mẹ cách riêng. Anh ta có vẽ một bức ảnh. Trong bức ảnh đó có 7 lưỡi gươm đâm vào trái tim của Đức Mẹ. Và hàng ngày anh ta tới cầu nguyện với Đức Mẹ. Một hôm, anh ta trót lỡ phạm một tội trọng. Khi đến viếng ảnh của Đức Mẹ bày sự, thì anh ta không phải chỉ thấy có 7 lưỡi gươm, mà anh ta lại thấy tới 8 lưỡi gươm đâm vào trái tim của Đức Mẹ. Anh ta rất là ngạc nhiên, vì anh ta đã chỉ vẽ có 7 lưỡi gươm đâm vào trái tim Đức Mẹ, mà thôi sao bây giờ lại có tới 8 lưỡi gươm. Khi đó, Đức Mẹ đã soi sáng cho anh ta biết là cái mũi gươm thứ 8 đó chính anh ta đã đâm vào trái tim Đức Mẹ vì anh ta đã phạm tội trọng. Hiểu vậy, anh ta hối hận ăn năn, đi xưng tội. Và khi trở về viếng ảnh thì cái mũi gươm thứ 8 đã biến mất, khi đó chỉ còn có 7 lưỡi gươm. Phạm tội trọng là lấy gươm đâm thủng trái tim của mẹ. Phạm tội nhẹ cũng là lấy gai nhọn cắm vào lòng của mẹ. Hôm nay và suốt đời, và đặc biệt trong ngày thứ 7 đầu tháng, chúng ta xin mẹ giúp cho chúng ta. Xin mẹ giúp cho chúng ta nên những người con ngoan hiền với mẹ, và giúp những người khác cũng được hiếu kính Đức Mẹ, để tất cả chúng ta được lòng của mẹ ấp ủ trăm năm, để chúng ta một ngày từ kia được ca tụng mẹ trên nơi hằng sống. Salve Regina, Mater Mihi.